Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu chương trình livestream buổi tối hôm nay. Cũng như tối qua hôm qua mình đã chia sẻ với các bạn rằng là mỗi người chúng ta sinh ra thì chúng ta cần phải tỏa sáng. Chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta thành công. Chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta làm một cái việc gì đó quan trọng. Chứ không phải chúng ta sinh ra trên đời này để chúng ta chờ đến cái ngày rồi chúng ta hoàn tất cái thủ tục rồi chúng ta đi qua phía bên kia. Thế giới nên là chúng ta sinh ra là để tỏa sáng, và để đạt được cái mục tiêu đó thì tối hôm nay mình gửi đến các bạn một cái bài chia sẻ tiếp là để đạt được mục tiêu đó thì chúng ta cần phải phải gì phải rèn luyện, phải rèn luyện, không phải tự nhiên mà chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả trong cuộc đời, không có cái chuyện đó. Để đạt được mục tiêu gì chúng ta cũng phải rèn luyện. Một người cầu thủ họ muốn đá banh tốt, họ muốn đá banh giỏi, họ cũng phải rèn luyện. Một người muốn viết sách được, muốn quyển sách hay, họ cũng phải rèn luyện. Một người muốn nói về ngoại ngữ và ngoại ngữ tốt, họ cũng phải rèn luyện. Một người tài xế muốn lái xe hay, họ cũng phải rèn luyện. Để đạt được mọi thứ trong mục tiêu trong đời này, chúng ta cần phải rèn luyện. Chương trình cũng mới vừa bắt đầu được 1 phút thôi, nên các bạn giới thiệu về các bạn đang ở khu vực nào, một vùng miền nào. Chào bạn Trung Nguyễn. Ở khu vực vùng miền nào bạn đang làm cái lĩnh vực gì, bạn đang kinh doanh cái gì? Chào bạn Lê Nguyễn Thị. Bạn đang làm cái công việc gì? Bạn đang làm cái công việc nó có phát triển không? Và hiện tại bạn đang mong muốn cái gì? Thì chúng ta cùng nhau giới thiệu lên trên cái Facebook này, lên trên cái kênh YouTube này để mọi người cùng biết các bạn. Thông qua đây mọi người quan tâm nhau luôn. Bạn đang ở tỉnh nào thì bạn cũng giới thiệu rằng là bạn đang ở cái tỉnh đó để chúng ta cùng nhau biết. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cứ comment số 1 xuống để chúng ta cùng nhau biết luôn, giới thiệu để chúng ta kết nối với nhau. Chương trình hôm nay mình livestream khoảng 30 phút thôi, 30 đến 45 phút không nhiều. Nên các bạn ráng cố gắng ngồi giữ máy xem đến cuối giờ, bạn sẽ học được một cái điều gì đó hay, bạn sẽ có được một cái suy nghĩ gì đó, một cái đột phá gì đó, một cái khát khao gì đó thì nó làm cho bạn thay đổi đi. Nó là chúng ta cần cái tập trung. Chào bạn Nguyễn Văn An. Và bạn nào mà chưa kết nối mình, chưa đăng ký cái kênh của mình thì các bạn bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút theo dõi, bấm vào nút follow để chúng ta cùng nhau, chúng ta kết nối nhau. Bây giờ mình lại tiếp. Thì để thành công trong cuộc sống á, để chúng ta sinh ra là để tỏa sáng được thì chúng ta cần phải rèn luyện. Không đơn giản, không tự nhiên mà chúng ta có, nó không có cái gì trên đời này nó ngẫu nhiên hết đó. Một người mà họ làm được cái việc đó là họ phải vượt qua rất là nhiều nhiều những cái nấc thang, nhiều những cái cách. Bạn Trần Kim Nguyên, ok, cảm ơn bạn Trần Kim Nguyên. Nhiều nhiều cái sự trau dồi để chúng ta mới có được. Làm gì có cái chuyện mà chúng ta ngồi không mà chúng ta mong chờ rồi là hoặc là làm không đến nơi, làm cứ 20-30% rồi mong muốn nó thành công, làm gì có cái chuyện đó. Chào bạn Xuân Vinh, chào anh Naro cái sáu hai đô. Làm gì có chuyện đó, các bạn có công nhận ra điều này không ạ? Và tất cả những cái chủ đề mà mình nói vào tối hôm nay là mình mong muốn một điều gì ạ? Mình mong muốn giúp cho các bạn đạt tới cái sự tỏa sáng, đạt tới cái sự thành công. Cái chủ đề hôm nay là mong muốn nói về cái vấn đề này để giúp cho các bạn đạt được cái sự thành công, đạt được cái sự hoàn thiện, đạt những cái kỹ năng tốt hơn, giúp bạn lên một level cao hơn, giúp cho cái công việc kinh doanh của bạn nó phát triển hơn. Một mục tiêu là trao đổi cái vấn đề này. Chào bạn Hải Yến, chào bạn Thảo Nhi. Giúp cho cái công việc của bạn nó càng ngày nó càng phát triển hơn, giúp cái con người của bạn nó trở nên một cái tầm cao mới hơn. Chào bạn Hải Yến. Cũng như là giúp bạn thấy được một cái niềm vui tràn đầy trong công việc, giúp bạn có được một cái gia đình hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn. Cũng như là giúp bạn tạo ra được một cái di sản hoặc là tạo ra được một cái dấu ấn trong cái cuộc đời này. Nên là cái chủ đề tối nay rất là quan trọng, nên là thứ nhất là các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để cho mọi người cùng cùng xem, tát bạn bè mình vô, những cái đứa nào mà nó cảm giác nó không có mục tiêu, mục đích sống trong cái cuộc đời này. Và chính các bạn cũng phải xem đi xem lại để các bạn mới biết rằng là chúng ta cần phải tập trung vào những cái yếu tố nào để chúng ta tạo ra cái sự thay đổi. Nó là hãy đăng ký và hãy like stream vào. Và tại sao mình lại làm cái việc này? Tại sao mình làm cái việc này?
Tại sao tối hôm nay mình live stream mà nói về cái điều này điều này? Bởi vì các bạn thấy không ạ, chúng ta không thể sống đơn độc, chúng ta không thể thành công một mình, chúng ta không thể biết cái điều đó một mình mà chúng ta giữ cho riêng mình. Dĩ nhiên trong cái cuộc đời của chúng ta là chúng ta thành công, chúng ta đi uống cà phê thì chúng ta cũng phải có những cái người bạn của mình cùng đi uống cà phê, và những người bạn mình cũng phải rất là thành công thì chúng ta mới nói chuyện với nhau được. Hoặc là khi các bạn thành công rồi, các bạn có điều kiện, các bạn đi sang châu Âu, các bạn chơi, các bạn đi Mỹ chơi, thì các bạn cũng phải có những cái người bạn đi cùng chung hành trình với mình để cùng đi chơi, chứ bạn không thể đi chơi một mình được. Thậm chí khi các bạn đi ăn thì các bạn cũng phải có những cái người bạn cùng thành công cùng đi ăn với mình, chúng ta không thể đi ăn một mình được. Thành công là sự gắn kết của cả một cái cộng đồng, chúng ta không thể thành công đơn lẻ được. Bởi vì các cuộc đời mà các bạn thành công đơn lẻ thì bạn chán chết đi, chán không thể chịu được. Chào bạn Mỹ Linh, lâu quá rồi không có gặp em. Nên là ý ở đây mình muốn nói rằng là cái lý do mà mình chia sẻ và mình mong muốn các bạn thành công hơn nữa là bởi vì cùng có nhiều người thành công thì chúng ta cùng vui. Và cũng như các bạn, khi các bạn đã thành công rồi, các bạn biết cách rồi, thì các bạn lại giúp nhiều người khác thành công nữa, thì các bạn thấy cuộc đời mình nó trở nên nó có ích, cuộc đời nó trở nên nó có ý nghĩa, cuộc đời nó trở nên nó tuyệt vời hơn. Nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái mục tiêu mạnh mẽ trong cái cuộc đời này. Và cuối cùng cội nguồn của cái cuộc sống này là gì các bạn? Cuối cùng cội nguồn của cuộc sống này là chúng ta sống được vui, chúng ta sống được một mất, được hạnh phúc. Cội nguồn của cuộc sống này cuối cùng nó là như vậy thôi. Chúng ta có cuộc sống nó vui hơn, nó chất lượng hơn, nó hạnh phúc hơn, cuộc sống mỗi ngày nó bình an hơn, nó tuyệt vời hơn. Cuối cùng của cuộc sống nó là như vậy. Nó là các bạn hãy chia sẻ, bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ livestream này về nhà với các bạn đi. Nên là chính vì vậy mà mỗi ngày các bạn thức dậy, mỗi ngày các bạn đều phải có một cái suy tư rằng là ngày hôm nay ta thức dậy ta làm cái điều gì tuyệt vời. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi ngày hôm nay ta thức dậy chúng ta đã có một cái cuộc đời, cái công việc ý nghĩa chưa. Ngày hôm nay chúng ta thức dậy chúng ta có những cái hoạt động, những cái hoạt động ý nghĩa nào, những cái hoạt động tốt nào. Và làm gì để ngày hôm nay chúng ta đạt được cái mức thành công cao hơn của ngày hôm qua. Và bây giờ và cho ngày mai thì nó sẽ như thế nào. Đó là những cái câu hỏi mà nó sẽ giúp cho mỗi sáng mà chúng ta thức dậy mà chúng ta hỏi những câu hỏi này thì tự nhiên nó làm cho con người chúng ta nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Cứ mỗi sáng các bạn thức dậy các bạn hỏi tại sao chúng ta phải dậy sớm, tại sao chúng ta phải làm cái công việc nhiều hơn, tại sao chúng ta phải miệt mài hơn. Và bây giờ là mình chia sẻ lại những cái công thức mà để đạt được những cái điều thành tựu trong cuộc sống thì chúng ta cần phải có, phải tuân thủ, phải rèn luyện thôi, phải có kỷ luật. Không có kỷ luật thì chúng ta, dù các bạn có biết đầy những cái kiến thức, dù các bạn có bằng cấp giỏi cái cỡ nào đi nữa, nhưng mà các bạn không chịu rèn luyện, các bạn không có kỷ luật thì tất cả mọi thứ chỉ là để đó thôi, nó không giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà người nào họ có chịu khó rèn luyện, họ chỉ có kỷ luật, thì cái vị trí xuất phát điểm bạn thấp, bạn vẫn cứ phát triển lên cao. Vậy thì cái thứ nhất mà các bạn để muốn đạt được những cái gì thành công trong cuộc sống thì cái điều thứ nhất các bạn phải làm được, các bạn ghi vô, điều thứ nhất là chúng ta phải thức dậy sớm. Tất cả những người thành công trên thế giới này ai cũng thức dậy sớm, chả có người nào thành công mà thức dậy trễ đã cả. 5 giờ sáng là chúng ta phải thức dậy rồi. Mỗi một tuần là nếu mà chúng ta có thưởng cho mình á, nếu mà mỗi một tuần mà các bạn có thưởng cho các bạn thì các bạn nên phải thức dậy sớm đến 6 ngày rồi cùng lắm thưởng cho mình, nướng cho mình một cái thì đó là ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy gì đó. Còn nếu mà mỗi ngày đều thức dậy sớm thì tuyệt vời. Thức dậy sớm là bao nhiêu? 5 giờ sáng. Để đầu óc chúng ta nó tỉnh táo. Cái nguyên khí của bắt đầu của một ngày là cái sinh khí cái ngày đó nó rất là tuyệt vời. Và tất cả những người thành công họ đều có thói quen này. Họ đều có cái thói quen này. Và các bạn cũng
Đồng ý với mình là khi mà các bạn thức dậy sớm, các bạn thấy con người bạn nó tràn đầy năng lượng mà, nó rất là tràn đầy năng lượng. Các bạn thấy thời gian của mình một ngày nó nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất, là chúng ta phải thức dậy sớm. Các bạn làm không được thì các bạn phải rèn luyện. Mình có nghe một cái câu chuyện của một bạn. Bạn nói là lúc xưa thì bạn không có thức dậy sớm đâu. Nhưng mà từ lúc mà bạn gặp mình, bạn học các chương trình của mình, thì mình cứ luôn yêu cầu là thức dậy sớm, và rất là tuyệt vời là bạn đã rèn luyện được cái tính dậy sớm của các bạn, của bạn. Và khi mà bạn rèn luyện được cái tính dậy sớm đó thì nó mang lại cái hữu ích gì cho bạn? Sau đó bạn mới suy nghĩ, dĩ nhiên là bạn đó bạn có một cái công ty than, chuyên làm than tổ ong rồi, hoạt động tốt rồi. Nhưng mà hàng ngày bạn dậy sớm mà tập thể dục xong cái ngồi bạn suy nghĩ, bạn idea ra, và cho tới một ngày tự nhiên bạn suy nghĩ ra cái công ty than của mình nó hoạt động tốt rồi thì mình cần phải làm thêm một lĩnh vực mới nữa. Đó là bạn mở cái chuỗi BB bây giờ, và tại bạn mới làm cái việc này mới có 6 tháng à, mà bây giờ bạn mở được cái quán thứ hai rồi, đó là hủ tiếu Nguyên Quán. Và bạn chia sẻ rằng nếu mà bạn không thức dậy sớm thì bạn cái quán thứ một đó bạn không thể làm nổi đâu. Đó. Tự nhiên bạn quen cái thói quen dậy sớm, bạn kêu là 4 giờ sáng phải thức dậy, phải bắt đầu nấu nước cốt, nấu nước súp, tại vì cái công ty than của bạn mà chỉ để hết lại cho vợ quản lý, bạn tự ra để mà tự mình dấn thân vào để mà mới ra được cái công thức, ra được cái bài các bạn. Và bạn rất là cảm ơn cái thói quen dậy sớm mà trước đó bạn luyện. Bạn kêu nếu mà không có thói quen dậy sớm bạn không thể mở ra cái quán hủ tiếu này, và không có dậy sớm bạn không thể dấn thân để làm, để mà sau 6 tháng đó bạn đã mở ra được cái quán thứ hai rồi. Các bạn thấy điều này nó có tuyệt vời không ạ? Nó là cái thói quen dậy sớm là một cái thói quen rất là tuyệt vời. Thì ở đây đang những người đang xem livestream mình nè, bạn nào đã có thói quen dậy sớm rồi thì các bạn comment xuống đi. Đó. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, bạn nào có thói quen dậy sớm rồi thì rất là tốt. Còn bạn nào mà chưa có thói quen dậy sớm thì bạn ra cái cam kết cho mình đi. Bạn ra cái cam kết cho mình đi. Là khi nào và khi nào bạn luyện dậy. Đó. Nếu mà 7 ngày mà đều dậy sớm nữa thì quá tuyệt vời. Còn bạn nào mà 7 ngày mà không được á thì chỉ thưởng cho mình một ngày thôi là dậy trễ thôi. Còn 6 ngày phải dậy, dậy dậy sớm và phải luyện cho mình cái thói quen đó. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là 60 phút đầu tiên của một ngày dậy sớm rồi nhưng mà ở ỏi thì cũng không được. Cái thứ hai là gì, cái hành động mà bạn dậy sớm đó, mỗi ngày đó là bạn tự dậy, tự chiến thắng chính mình. Còn người nào mà không dậy sớm được mỗi ngày là cái người đó đơn giản là họ không chiến thắng được chính mình. Các bạn biết là chúng ta chiến thắng được cái giường, chúng ta chiến thắng được cái màn. Cái việc mà nằm y đó ngủ các bạn, cái việc mà nằm y đó ngủ với cái việc thức dậy là cái việc mà nằm y đó ngủ nó sướng hơn nhiều chứ. Nó là vô hình trong cái hành động mà dậy sớm nó giúp cho chúng ta thắng chính cái con người của mình. Đó là một cái thói quen tuyệt vời. Và cái thói quen thứ hai là 60 phút đầu tiên của một ngày thì bạn làm cái gì? 60 phút đầu tiên của một ngày nó là đại diện cho cả một ngày đó. Cái 60 phút này nó hiệu nghiệm ghê lắm. Nó vô cùng hiệu nghiệm các bạn ạ. Nó hiệu nghiệm vô cùng. Cái 60 phút một ngày này bạn phải làm cho nó rất là tràn đầy năng lượng. Vậy thì bằng cách nào? Bằng cách nào? Bằng cách là bạn dành 30 phút, mà nó chỉ cần 30 phút, không cần nhiều, 30 phút tập thể dục. Có những người tập thể dục cả tiếng đồng hồ, có những người tập thể dục 2 tiếng đồng hồ để làm gì? Không làm gì hết. Có những người chạy thể dục gì mà chạy 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 bò lê bò lết, chạy tới đau chân luôn. Vừa rồi mình đọc một cái nghiên cứu, người ta nói là tập thể dục quá sức là hoàn toàn không tốt, nó sẽ dẫn đến cái tác hại hư cơ, hư chân hết, hư tay hết. Và cái biểu hiện ban đầu đó là nó nhức, nó mỏi, nó no đầu. Vậy là những người đó họ không phải đi tập thể dục để có sức khỏe, mà họ đang đi phá cái cơ thể của họ. Có bạn nghe em chạy chung với các bạn, em đau chân quá rồi chạy đi tập thể dục mà tới đau chân mà vẫn cứ chạy, không thể tưởng tượng được. Làm theo phong trào vậy là không tốt. Tập vừa phải và
Và một cái nghiên cứu nó cũng nói rằng là cái cơ địa của mỗi người nó là khác nhau. Cơ địa của mỗi người nó hoàn toàn nó khác nhau. Nên đó là lý do mà chúng ta cần gì ạ? Cần phải phù hợp với mình, và với cái kinh nghiệm của mình thì chỉ cần 30 phút. Mấy phút bạn 30 phút, bản thân mình thì mình chọn cái môn chạy cho nó nhanh. Tại vì chỗ nào chạy cũng được, một mình chạy cũng được. Còn mình chọn những cái môn khác nó đòi hỏi phải có người A, phải có người B, phải có người C nữa thì mới tập được. Những cái hoặc là những cái môn đánh cầu lông rồi nó những môn đó được gọi là những môn đối kháng. Thì mình không chọn những môn đối kháng đó. Bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào đối tác, nó phải còn phải săn tập. Tập chọn cái gì nó đơn giản vậy. Chừng cuối cùng mình thấy là chọn cái môn chạy là nó khỏe nhất. Làm mình chạy ở cái khu mình nó có cái công viên rộng, mình chạy 3 vòng vậy, nó tương đương với 4 cây số. Làm và mình đi bộ 2 vòng nữa là nó tương đương với 30 phút là mình thấy là mình khỏe. Cái con người mình nó đang này. Bạn vừa tập thể dục xong á mà bạn thấy con người bạn nó khỏe. Chứ bạn tập thể dục xong mà bạn thấy con người bạn hồ mồ hôi một cái đổ đầy, thở dốc ra hơi luôn, thì cả một ngày đó bạn đuối. 10 giờ sáng là bạn mệt mất tiêu rồi, 1-2 giờ trưa là bạn đuối rồi, tại vì nó vắt hết cái năng lượng của bạn mất tiêu rồi. Còn bạn tập thể dục xong á mà con người bạn nó rất là hưng phấn là cả một ngày đó bạn làm việc tuyệt vời lắm. Rồi sau đó như thế nào ạ? Sau đó bạn vô bạn đọc sách. Bạn vô bạn đọc sách, không cần phải đọc nhiều, chúng ta chỉ đọc còn 3 trang, 5 trang, 10 trang, đọc một cái quyển sách nào nó giúp cho cái tư duy chúng ta nó tốt ra. Đừng cái lúc đó mà vô đọc những cái sách ngôn tình, nó chả tới đâu hết. Chúng ta đọc sách. Và các bạn thấy chưa, mới đầu giờ của một ngày các bạn đã tích lũy cho mình những cái điều rất là tuyệt vời. Cái điều thứ nhất là điều gì ạ? Chúng ta dậy sớm, chúng ta tiết kiệm được cái quỹ thời gian rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta bồi bổ cho mình cái sức khỏe rất là tuyệt vời, đó là tập thể dục. Bản thân mình này, mình cũng tập thể dục này, nhờ mình tập thể dục mỗi ngày này mà con người mình lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng, mình rất là khỏe, và mình rất là vui, cái sức khỏe của mình nó tốt. Có một số bạn đi chơi đi phượt với mình, các bạn biết đó, mình 40 mấy tuổi nhưng mà mấy cái anh thanh niên đi với mình đi cũng không lại luôn, bởi vì mình rất là khỏe. Thứ ba là chúng ta bồi bổ cho trí tuệ của chúng ta. Vậy là ba cái tài nguyên mà ok, cảm ơn bạn Huỳnh Thế Vinh, Vinh Gạo, Vinh Hiển. Ba cái tài nguyên mà rất là quan trọng của con người của chúng ta là tài nguyên về thời gian, tài nguyên về sức khỏe, và tài nguyên về trí tuệ. Ba cái tài nguyên đó thì 60 phút của một ngày chúng ta đã giải quyết được rồi. Chúng ta đã giải quyết được rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nếu mà các bạn nào mà cứ tập trung làm như vậy thì con người của bạn nó rất là tuyệt vời. Bạn làm đều vậy, làm đều qua năm suốt tháng là con người của bạn nó tuyệt vời ngay đó. Và bạn nào thấy cái điều này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, để các bạn lưu lại, các bạn nhớ, các bạn xem, để các bạn năng lượng lên, phải năng lượng lượng lên, ok chưa? Và mỗi một tuần á các bạn phải tập thể dục đều ít nhất á. Khoa học người ta nghiên cứu á là phải ít nhất á là 150 phút tập thể dục một tuần. Và tốt nhất là 7 ngày các bạn đều tập. Mình thì 7 ngày đều tập, không có ngày nào mình không tập. Còn nếu mà các bạn thưởng cho mình một ngày không tập á thì đó cũng là có thể là ngày thứ 7, ngày chủ nhật gì đó. Còn lại là 6 ngày kia nên tập đi. Thanh niên còn trẻ mà. Các bạn thấy, thanh niên còn trẻ mà. Đó là cái điều thứ hai mình chia sẻ với các bạn. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn là mỗi một tuần bạn nên dành 90 phút để cho chính mình đi thư giãn, đi relax, đi uống cà phê mình một mình thôi, không cần phải có ai. Dành khoảng 90 phút để suy nghĩ về cuộc đời mình, để suy nghĩ về cả một cái tuần qua, để suy nghĩ trong năm này, để nhìn lại là chúng ta đã làm được cái gì và không làm được cái gì. Mỗi một tuần vậy, bạn đều phải dành cho mình khoảng 90 phút để các bạn suy nghĩ, bạn nốt ra. Phần lớn mọi người ở trên đời này là họ không dành thời gian để họ suy nghĩ.
họ 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 cứ bận rộn miết, cái gì họ cũng bận rộn, cái đầu óc lúc nào cũng lu bu hết việc này tới kia, mà họ quên mất dành một khoảng thời gian là tự mình suy nghĩ về hành trình của mình, hành trình cuộc đời của mình, suy nghĩ về cái công việc của mình, suy nghĩ về cái hành động của mình, suy nghĩ về những cái thói quen tốt của mình và cái thói quen nào chưa tốt của mình. Dành thời gian một mình thôi, có thể là ngồi ở quán cà phê, có thể là ngồi ở một cái chỗ nào đó yên tĩnh, ở một cái góc nào đó, ở trước mặt các bạn là có cái cây viết, là có cái bảng, hoặc là suy nghĩ về một tìm kiếm một cái idea, một cái suy nghĩ đó, nếu mà làm một cái mới thì chúng ta làm cái gì, mà nếu mà phát triển thêm nữa thì chúng ta làm gì, nếu mà một cái tính mà chúng ta cần phải sửa chữa đó là cái tính gì, nếu mà một người bạn mới mà chúng ta cần phải kết nối đó là cái người bạn nào, nếu mà một kỹ năng mới mà chúng ta cần phải học trong năm nay đó là kỹ năng nào. Tức là ý ở đây là các bạn phải dành cái quỹ thời gian đó ra để các bạn làm cái việc này, các bạn làm cái việc này. Bạn nào đang xem livestream của mình mà chưa đăng ký kết bạn với mình, chưa đăng ký follow của mình, thì các bạn hãy đăng ký vào cái kênh của mình nhé. Đừng có để cho nó tụt qua. Thì mỗi một tuần các bạn cần phải làm cái việc này. Chào bạn Thành Nguyễn, lâu rồi không có gặp em. Mỗi một tuần các bạn cần phải làm cái việc này các bạn ạ. Nó rất là quan trọng, bởi vì sao? Nó quan trọng cho cái cuộc đời bạn. Hồi nãy mình nói là ngay cái chủ đề này rồi. Chúng ta cần phải có cái luật để chúng ta tỏa sáng. Chúng ta sinh ra trên đời này là để chúng ta tỏa sáng, và để tỏa sáng thì phải rèn luyện. Không có chuyện ngẫu nhiên. Nó không có chuyện ngẫu nhiên được. Các bạn nên nhớ vậy. Đó là lý do mà mình nói đến các bạn rất là chi tiết nó như vậy. Và cái thứ tư, các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ cái thứ tư chưa? Cái thứ tư đó là chúng ta phải quản trị cái chuyện ăn uống của chúng ta. Không có kết bạn được, follow thêm làm gì có chuyện kết bạn được, ok chưa? Chọn follow và chọn xem trước, hoặc là qua bên kênh YouTube em đăng ký. Cái tiếp theo đó là chúng ta phải quản trị cái chế độ ăn uống của chúng ta. Ngày hôm nay ai cũng xác nhận ra rằng chúng ta cần phải có cái chế độ ăn gọi là ăn lành mạnh, bằng rau cỏ nhiều hơn là ăn thịt, giảm cái độ ăn thịt súc. Như cái khẩu phần ăn của mình á, cái thói quen ăn uống của mình mỗi ngày á, mỗi tuần á, thì thịt mình chiếm đâu có khoảng chừng 10-15% thôi. Chủ yếu là mình ăn rau hoặc là ăn thịt trắng. Thịt trắng người ta gọi là cá rồi đó. Còn thịt đỏ, tức là cái thịt nào mà nó có máu đỏ, người ta gọi là thịt đỏ. Hoặc là thịt trắng. Thịt trắng là cá, cá là nó không có máu, hoặc là máu nó trắng gì đó. Nôm na nó là như vậy. Chúng ta cần để sức khỏe của chúng ta nó tốt á. Sức khỏe chúng ta nó không bị phì ra, nó không bị mỡ nó nhiều á. Dĩ nhiên có những bạn ăn chay, các bạn ăn chay được thì tốt, cái đó mình biết. Nhưng mà mình thì sao cũng được, ăn món chay cũng được. Mà hàng tuần mình cũng hay đi ăn món chay với các bạn, mình cũng đi ăn món chay. Tuy nhiên mình muốn là mình không ăn chay 100% như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn còn trải nghiệm trong cuộc sống này. Không cần phải kiên cử hết. Tuy nhiên mình chỉ lái cái chế độ ăn uống chúng ta sao cho nó lành mạnh và nó khỏe thôi. Không rượu bia. Mình thì không có rượu bia. Không phải là không rượu bia 100%. Lâu lâu cũng làm một chai bia. Lâu lâu có thể là một tháng được uống được 1 chai, 2 chai gì đó. Rượu lâu lâu có gì đó thì cũng cộng ly chút chút. Mình là không có kiêng gì 100% đó. Tại vì cuộc đời mất mới gì phải kiêng, mình cho mình trải nghiệm. Nhưng mà mình phải tuân thủ, mình phải hiểu là chúng ta tuân thủ cái chế độ ăn uống nó theo sức khỏe, để có con người chúng ta nó luôn khỏe mạnh, để cái cơ thể chúng ta nó tốt hơn. Mình đang nói những cái rất là cơ bản, nhưng chính những cái điều này nó giúp cho bạn tỏa sáng. Bởi vì bạn có sức khỏe tốt, bạn có năng lượng tốt thì bạn mới làm tốt được. Còn không thì bạn đâu có giải quyết được. Chào bạn Nguyễn Văn Hình. Nó là cái việc nó rất là đơn giản vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta tuân thủ theo, mình thấy có nhiều người họ ăn cái chế độ ăn thịt nhiều quá, và bụng người mập bự như mỡ đâu ra.
Thì ý ở đây mà đúng là vậy. Vậy thì cần cái chế độ ăn kiêng nhiều hơn, giảm tinh bột đi, giảm thịt đi, ăn rau cỏ nhiều hơn, thì điều đó nó rất là tuyệt vời. Vậy thì hồi nãy giờ những cái việc mà mình chia sẻ, các bạn có thấy nó hữu ích không? Nó hữu ích cho các bạn không? Nếu mà hữu ích thì các bạn comment xuống, bạn nó hữu ích. Và mình dừng lại một ít phút để mình quảng cáo về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy ha. Hiện tại là mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. B-Training, mình để cái chữ ngược Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training là nơi mình chỉ hình thành những cái khóa học dạy làm chủ. Chào bạn Thành Nguyễn nhiều. Ok em. Về làm chủ, giúp cho các bạn ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Đằng nào cũng làm thì làm chủ nó vẫn cứ tốt hơn à. Ok chưa? Và khi chúng ta biết cách thì nó tuyệt vời hơn. Cái khóa mà nổi tiếng như năm qua của mình là cái khóa làm chủ doanh nghiệp. Cái cách đi lên của người khởi nghiệp từng năm xu. Và khi các bạn nào đến đây thì các bạn sẽ được mình chia sẻ rất là cụ thể, chi tiết về cái khóa học này. Và đây là cái địa chỉ của mình. Các bạn nào quan tâm thì các bạn vào trang web là btraining.org. Ok. Bạn nào nói là ăn thịt cá nhiều sẽ bệnh gút. Ok chưa? Mình không nghĩ là ăn cá nhiều là bị gút đâu ạ. Mình không nghĩ nó như vậy đâu ạ. Ăn thịt nhiều thì bị gút. Mình không nghĩ ăn cá nhiều bị gút đâu ạ. Hồi giờ mình ăn cá nhiều lắm á. Tiếp tục là mình là tác giả các cái quyển sách sau. Cái quyển sách thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Trên cái quyển sách này nó nói cái hành trình làm sao các bạn không có tiền, bạn ra khởi nghiệp và bạn đi lên doanh nghiệp, bạn nó lớn mạnh nó như thế nào. Tuyệt vời. Cái quyển sách thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ở đây chứa 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Mỗi cái trang sách này bạn lật ra đều là những bài học rất là hữu ích. Kênh bán hàng chính của bạn là gì? Mình phân tích ra có những kênh nào. Khách hàng thích sự độc đáo và khác biệt. Tại sao nó như vậy? Thiếu kiến thức và thiếu kỹ năng dẫn đến bạn sẽ mất tiền. Đó, tức là từng cái bài này trong này mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Cái quyển sách thứ ba của mình là bán hàng online ngay. Cái quyển này thì chuẩn bị ra, mình mới cái quyển này là cái quyển mà bên nhà in họ đưa cho mình, họ đưa cho mình để mình duyệt mẫu. Đang in ra, khi nào in ra thì mình báo cho các bạn. Cái quyển sách thứ tư là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì nó là bằng tiếng Anh, bán ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay bây giờ xem cái chương trình online này thì bạn nào chưa sở hữu hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi của mình thì các bạn đăng ký mua. Các bạn đăng ký mua bằng cách nào? Bằng cách các bạn comment số điện thoại xuống. Sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách là 210.000, free ship cho các bạn 210.000, và sách sẽ được giao đến nhà các bạn luôn. Và cái người giao sách đó sẽ thu tiền các bạn. Và bạn nào mà có hai cái quyển sách này, bạn Trung Huy, bạn có cái quyển Mỗi Ngày Một Chút chưa? Bạn nào mà có hai cái quyển sách này thì các bạn comment cho mình sẽ add các bạn vào một cái group để những cái chia sẻ, những cái live stream, những cái câu chuyện, những bài viết về kinh doanh nó nằm trong group bí mật đó. Các bạn sẽ vào đó, các bạn xem nó đầy đủ hết. Chào bạn Trung Duy, tuyệt vời, ngày mai các em nó sẽ giao sách cho bạn. Và các bạn có cơ hội kết nối những người bạn ở trong cái group đó trên khắp mọi miền đất nước. Đó là những cái ưu đãi cho các bạn. Bây giờ thì quy định chỉ có hai quyển, nhưng mà ít bữa cái quyển bán hàng online ra thì quy định tới 3 quyển mới được vào group. Càng ngày quy định nó càng khó hơn, tất nhiên rồi. Và bạn Trần Bảo Khuyên, tuyệt vời em. Vậy thì bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Hồi nãy giờ mình đã dành cái chào bạn Trung Công bên trang YouTube. Ok chưa? Em có hai quyển. Ok, chào bạn chỉ vậy thôi. Bây giờ tiếp tục. Vậy thì hồi nãy mình đã nói tới cái số 4 rồi đúng không? Bây giờ cái số 5 là chúng ta dành thời gian để viết nhật ký công việc mỗi ngày. Chúng ta dành thời gian để viết nhật ký công việc mỗi ngày, gọi là cuối mỗi ngày á. Nếu mà các bạn mà chưa quen là cuối mỗi ngày á. Ok, chào bạn Thái Ngô. Sách về thì em báo cho mình. Thì bạn dành thời gian để cuối mỗi ngày bạn ghi lại những gì, ghi lại nhật ký hành trình công việc đó của một ngày. Nó gồm những cái nốt gì
cái gì mình làm được, cái gì mình chưa làm được, cái gì mình cần phải làm tốt hơn. Khi mà bạn làm như vậy nó giúp cho bạn có một ý thức rất tuyệt vời, đó là ý thức xây dựng bản thân, ý thức về nhận thức bản thân mình, ý thức về nhận thức về con người của mình nó tốt hơn. Bạn bạn nào thử làm như vậy đi, các bạn thấy con người bạn nó sẽ khác biệt. Con người bạn nó khác biệt vô cùng. Và nó như thế nào? Nó giúp cho bạn có được cái mục tiêu và kế hoạch mỗi ngày. Nó không có làm cho bạn bị lệch đi. Bạn làm đi, cái hành động này nó lợi hại lắm. Bạn thử làm đi rồi bạn biết. Và bạn luôn có những cái ý tưởng mới, những cái cách điều chỉnh mới, những cái cách làm mới, chỉ bằng cái hành động mà bạn ghi ra như vậy thôi. Nó hay kinh khủng vậy đó các bạn. Bạn nào thử làm đi. Bạn thử làm đi rồi bạn mơ biết. Và theo năm tháng mình bảo đảm luôn, bạn sẽ rất là trân trọng cái quyển sổ này. Bạn ghi nó theo từng ngày. Mình dự kiến là mình có cái idea này rồi, nhưng mà mình sắp tới mình sẽ soạn ra một cái quyển sách mà cái dạng nó như vậy, nhưng mà nó không phải là sách, mà trong đó nó cũng cái nốt để mà bạn mua cái đó về, thì tự nhiên bạn có cái thói quen, bạn ghi vào trong cái quyển tập đó. Những cái mục nào mà bạn cần ghi mỗi ngày, mình sẽ ra một cái quyển sách đó và sẽ bán cho các bạn và bán cho tất cả mọi người ở trên khắp mọi miền đất nước luôn. Sẽ ra ngoài nhà sách mua. Cái sổ đó là gọi là nhật ký mỗi ngày hay là gì đó. Mình sẽ ra ý tưởng và mình sẽ làm nó. Các bạn hiểu chưa? Mình sẽ làm nó. Vậy là vừa rồi mình nói cái điều thứ 5 rồi đúng không các bạn ơi? Cái điều thứ 5 rồi. Và bây giờ tới cái điều thứ 6. Cái điều thứ 6 là các bạn phải đọc tuyên bố mỗi ngày. Các bạn phải đọc tuyên bố mỗi ngày. Đọc tuyên bố lớn lên. Đọc mỗi ngày. Các bạn cần phải thiết lập cho mình 5 cái câu tuyên bố. 5 cái câu tuyên bố mà bạn phải đọc nó mỗi ngày. Để gì? Cái câu đó mà bạn đọc mà bạn thuộc luôn. Bà Nguyễn Văn An em muốn mua thì em cho mình số điện thoại đi bà Nguyễn Văn An rồi. Để bạn thuộc luôn, bạn đọc để bạn thuộc luôn. Ví dụ như là tôi là Nguyễn Thái Duy, tôi là người đàn ông hạnh phúc và thành công. Tôi cam kết mang điều tốt đẹp tới gia đình, mọi người xung quanh tôi. Tôi cam kết là trở thành nhân thành công. Ví dụ 5 cái câu tuyên bố chúng ta phải đọc nó mỗi ngày, đọc nó rất là nhập tâm. Hoặc là tôi vui sướng và hạnh phúc khi mỗi ngày có rất nhiều cơ hội đến trong cuộc đời của tôi. Ok chưa? Hoặc là tôi vui sướng và hạnh phúc khi tiền tài và cơ hội đến với tôi mỗi ngày trong đời. Các bạn phải đọc biết để gì? Để những cái tuyên bố nó ăn nhập vào phía bên trong đầu của các bạn luôn. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ là tôi vui sướng và hạnh phúc khi tiền tài và cơ hội luôn đến mỗi ngày trong đời tôi. Và khi mà các bạn đọc như vậy, các bạn đọc như vậy thì con người bạn nó tích cực và tự nhiên cái đầu của bạn nó tuyệt vời hơn. Nó là các bạn cần phải đọc tuyên bố mỗi ngày. Và các bạn đã có thói quen đọc tuyên bố mỗi ngày chưa? Và hồi nãy ngay cái chủ đề này rồi mà nó là rèn luyện để thành công. Và tại sao mình chia sẻ đến bạn cái bài tập rèn luyện này cho tới cái bước thứ 6 này? Bởi vì mình mong muốn các bạn làm được những cái điều này. Và các bạn làm được điều này là các bạn sẽ thay đổi ngay. Và khi các bạn sẽ thay đổi ngay thì các bạn cũng thành công. Và khi các bạn thành công thì tự nhiên rất là nhiều người thành công chung quanh chúng ta. Và cuộc sống của ta nó còn ý nghĩa hơn. Nghĩa là chúng ta đã để lại cái gì đó cho rồi. Ok các bạn ơi, các bạn có sẵn sàng làm không? Và khi nào các bạn làm cái điều tuyên bố thứ 6 này các bạn comment đi. Khi nào các bạn làm thì các bạn ghi xuống. Thường thì các bạn phải ghi xuống thì các bạn mới làm được. Các bạn ghi xuống thì các bạn mới làm được. Còn bạn không ghi thì các bạn không có làm đâu. Và cái thứ 7, cái thứ 7 thì các bạn hãy đi tìm những cái câu châm ngôn hay. Có những câu châm ngôn hay, những cái câu châm ngôn nó rất là truyền cảm hứng của những cái vị doanh nhân, của những cái con người xuất sắc trên cái cuộc đời này. Họ phát biểu rồi đó, và các bạn lấy những cái câu châm ngôn đó và các bạn đọc nó mỗi ngày. Các bạn dán nó trên đường, đi chỗ này các bạn cũng thấy, đi chỗ kia các bạn thấy, đi chỗ nọ các bạn thấy. Các bạn phải yêu quý những cái câu châm ngôn đó. Chúng ta học hỏi và lớn lên bởi những cái câu châm ngôn, những câu phát biểu rất là tuyệt vời đó.
cái điều thứ bảy là các bạn hãy đi tìm, đi tìm những câu chuyên môn, sưu tập nó, phải yêu quý nó. Ok không ạ? Phải yêu quý nó. Mà yêu quý những câu châm ngôn, khi hỏi tới là chúng ta thích những cái câu châm ngôn nào. Đó là những cái điều mà các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy các cái vị sư, bạn nào theo đạo Phật thì các vị sư trong nhà chùa mà họ suốt ngày họ niệm Phật, họ đọc những lời kinh của Phật. Và chính vì họ niệm Phật, họ đọc lời kinh của Phật đó, nó là đầu óc họ rất là tập trung và họ trở thành cái bậc gì, cái bậc chân tu. Và bạn nào mà bên Thiên Chúa giáo thì các bạn thấy không ạ? Cái người linh mục hàng ngày họ làm lễ và họ đọc kinh thánh thì thực sự là ai? Đó là cái lời của Chúa dạy. Cái đó là cái lời của Chúa dạy. Và họ càng đọc, họ càng sâu thì họ rất là cảm nghiệm và họ giảng những cái bài giảng rất là hay và họ chia sẻ cái điều đó đến cho rất là nhiều người. Và các bạn thấy những cái người họ làm chính trị không ạ? Đúng không? Họ theo một cái trường phái nào đó. Ví dụ như là họ theo trường phái xã hội chủ nghĩa thì họ rất là thấm nhuần triết lý của Marx Lenin, ok chưa? Họ đọc những cái câu triết học rất là sâu, tức là tùy theo họ đi theo trường phái nào thì họ đọc rất là sâu về đó.